À, xin chào các bạn nha. Bây giờ mới tới đây này, cũng chưa làm việc, đi nữa mới đi làm. Làm gì á? Giờ mà về cá nhân nha, mình lâu nay có tuổi tác các bạn ơi, nên nó hơi nám nám, thiếu thông cảm nha. Ôi, xin lỗi. Ơi, sao rồi? Hello, xin chào mọi người. Bây giờ tụi mình đã tới nơi rồi nha. Đây, phong cảnh này. Mình đến làm hậu trường ở đây này. Đây, bữa nay thêm hai thành viên mới này này. Không biết thành viên này có bài hát nào không biết. Chắc để mai sau này. Chắc bà ơi, bà là cháu yêu bà lắm quá các bạn ơi. Chắc chắn là thế rồi. Đó, không cần để thế đi. Chơi cho vui lắm mà. Đây này. Còn chống lửa này chắc các bạn cũng biết rồi chứ gì. Chắc quá quen luôn. Mà không được. Đã được quen. Hello. Ủa, tắt không không? Đúng biết mấy tháng trong cộng đồng của mình bị cách ly nên mấy anh em mình chỉ gặp nhau mặt nhau qua trực tuyến thôi. Bây giờ thì sự thật là mình đây là cho mình gần cuối lại này, gần cuối lại anh em này. Ủa. Mấy tháng rồi hả? Như là 3 tháng, 4 tháng. 3 tháng, 4 tháng sao nhỉ? Giờ mới là gặp lại anh em này. Làm vui, làm một con vịt. Xong. Ngon quá. Thì mình cũng ăn nha các bạn. Anh em đói quá rồi nghỉ dậy lâu này. Coi kìa. Chúc hai chúc con này. Vẫn còn đó. Ông giả bộ đó các bạn. À đang lên nó đưa thử ăn được. Tôi có ông có. Còn một em anh kia. Kìa các bạn ơi. Đấy. Đi vào. Ông no nè rồi đó. No rồi các bạn nha. Rất no luôn á. Ừ, ông ăn ớn luôn. Ớn gì đâu. Mình có hai cái đùi mà ông dành dành được ăn gì đâu. Mình dặn cho ông là từ cái thân đến hai đôi cánh luôn các bạn ơi. Mình chỉ hay bắp đùi thôi. Ông quất là cái đùi
đùi thịt kho nguốc ông no nê rồi ông nghe nhạc ông còn lại ông này giải quyết hết cái bộ xương này. Thấy ông này cũng ớn luôn. Xong mày quay được đó. Cái cục này mai là đèn đỏ là ông. Ê, ông kia kìa. Ô. Xiếc. Ớn cả ba đứa tụi này luôn. À thì uống nước này. Bây giờ không biết ở trong này ai đẹp trai hơn ta. Chắc ông này rồi. Chắc ông rồi. Chắc chắn ông này rồi đây.